Xin chào các bạn, cháu quay trở lại tôi máy tính. Bây giờ tôi sẽ mở hộp một món đồ tôi mua Shopee về. Đó là cái pin bóc máy Oppo A7 Neo 9 nhé. Cả ship đây là 9.200 đồng. Pin là pin bóc máy nhé, không phải pin mới hoàn toàn nhé. Mua về thay rồi mà. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp bên trong nhé. Đây, sản phẩm ta. Miễn sao là còn dùng tốt, mình sẽ thử xem nhé. Đây. Tín mình sẽ thử xem. Cái mùa sát về xong bọc bán mình. Ok, cũng được, nếu mà nó bền ổn định dùng được, ok thì chấp nhận. Đây, mình vừa lắp vào nhé. Hiện tại thì không biết hết pin này như nào nhưng mà nó cũng như này nhỉ. Rồi thì có gì mình sẽ báo ở cái phần mô tả video nhé. Rồi các bạn muốn mua sản phẩm bấm mô tả video. Video mình xin tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.